Chào mừng các bạn đã ghé thăm kênh Kiến Thức Chia Sẻ. Chúc các bạn một ngày mới thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Bài viết Linh chia sẻ hôm nay đó là bài về trận Bạch Đằng Giang của Ngô Quyền. Trận Bạch Đằng Giang không chỉ là một chiến thắng cao cả, mà còn xứng với lời của Việt Sử Đại Toàn đã ghi. Trận đánh làm nên gốc cho sự khôi phục quốc thống về sau. Trong Quốc Sử Ngâm khi ghi chép về Ngô Quyền, đã dành 4 dòng mà ghi lại chiến công của ông, khôi phục lại nền độc lập tự chủ cho Giang Sơn đóng góp. Ngô Vương Quyền ra tay bó phục, chém Kiều Công rồi lập Giang Sang. Chém Quần Thao ở Đằng Giang, Ngô Vương nhất thống vẻ vang đến giờ. Khi Quần Thao chỉ là một đứa trẻ ranh. Vào đầu thế kỷ thứ 10, họ Khúc dẫu làm tiết độ sứ, nhưng đã bước đầu gây nên nền tự chủ. Tiếp nối là Dương Đình Nghệ, quản việc nước, nhưng rồi bị Kiều Công Trĩnh giết hại. Ngô Quyền thân là tướng, lại là con rể của họ Dương, liền đem quân phạt kẻ phản đồ. Kiều Công Trĩnh liệu sức không chống được, bèn cầu cứu Nam Hán. Vua Nam Hán bấy giờ là Lưu Cung, bấy lâu Mộng Bá Dương dòm ngó phương Nam, nhân đây mượn cớ sang giúp Kiều Công Trĩnh, cho con là Hoàng Thao làm giao vương lãnh đội trị quân, tiến vào nước ta theo dòng sông Bạch Đằng. Con tự mình làm tướng đóng quân ở trấn Hải Môn để làm thanh viện. Lúc ấy, quân Nam Hán chưa đến thì Kiều Công Trĩnh đã bị Ngô Quyền tiêu diệt rồi. Theo Đại Việt Sử Ký Tiền Biên cho hay, được tin Hoàng Thao sắp đến, Ngô Quyền với tài trí của nhà quân sự đã bảo với tướng tá rằng Hoàng Thao là một đứa trẻ dại, đem quân từ xa đến, quân lính mỏi mệt, lại nghe tin Công Trĩnh đã chết. Không có người làm nội ứng, đã mất vía trước rồi. Nay ta lấy quân khỏe mạnh để đánh quân mỏi mệt, ắt là phải phá được. Xong, họ có lợi về thuyền. Nếu ta không phòng bị trước thì chuyện được thua chưa biết được như thế nào. Nếu ta sai người đem cọc lớn đóng ngầm ở cửa biển trước, gạt ngọn đầu mà bịt sắt, thì có chúng nhân khi nước chiều lên tiến vào bên trong hang cọc, bây giờ ta dễ bề chế ngự chúng, không kể gì hay hơn kể đó. Sử ta như Việc Sử Tiêu Án cho biết tường đặt, ý là khi nhận lời cứu viện của họ Kiều, Lưu Cung bèn tham vấn Tiêu Ích thì được lời khuyên rằng đường biển hiểm và xa, Ngô Quyền là người hào kiệt, không nên khinh thường. Câu nói lời nói hay, không lấn át được dạ tâm xâm lược của họ Lưu. Biết rõ địch ta, Bạch Đằng đại thắng. Ngô Quyền với tố chất một nhà quân sự tài năng, biết địch biết ta, đã có được một sự tự tin vốn có khi nhận định rằng Hoàng Thao là một đứa trẻ ranh, chắc chắn là hiểu thắng. Vậy nên mới đặt bẫy cho cáo sao vào, dùng quân nhàn mà diệt quân Nhọc. Và thế là cọc gỗ bịch sắt được đóng xuống lòng sông Bạch Đằng. Đi rồi những gì sau đó đã đi vào lịch sử hào hùng của dân tộc. Đến Sử Phương Bắc là Tăng Ngũ Đại Sử cũng phải để lại đôi dòng về trận đánh này. Quyền cho đóng cọc sắt dưới biển, quân của Quyền nhân nước chiều mà tiến, Hoàng Thao đuổi theo, nước chiều rút thuyền trở lại, đâm phải cọc đều lật chìm, Hoàng Thao tử chiến, nhiễm thu tàn quân mà quay về. Dẫu không ghi cho hào hùng lên được vì ở vị thế của kẻ bại trận, nhưng đoạn chép trên so với Sử Nam cho thấy được thực tế thất bại của Nam Hán là ê chề. Vẫn Việc Sử Tiêu Tán cho hay, khi thuyền địch tới Bạch Đằng, đợi nước thủy chiều lên, thuyền quân của Hoàng Thao vào rồi, lập tức khiêu chiến, giả cách thua chạy để cho quân địch đuổi theo. Nước thủy chiều rút xuống rất chóng, thuyền của địch đều mắc vào gỗ nhọn lật ấp cả. Quyền thừa thắng đánh mạnh, bắt chết được Hoàng Thao, nhiễm thương khóc, thu nhặt tàn quân bỏ về nước. Đã thất trận lại mất con, vua Nam Hán lúc này như là gùa gục cổ, chỉ còn biết nhỏ lệ tướng con, lui quân giữ mình, chứ chẳng dám làm thanh viện như dự định nữa. Đúng cái cảnh ấy đã được
Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca mô tả rằng Bạch Đằng một trận giao phong, Văn Thao Lạc Quách Kiều Công nạp đầu. Chiến thắng Bạch Đằng diễn ra chỉ trong một ngày mà giành được độc lập tự chủ cho dân tộc, kết thúc 1.000 năm bất thuộc. Ý nghĩa lớn lao đến nhường nào, đúng như lời sử thần Lê Văn Hưu đã nói. Tiền Ngô Vương có thể lấy quân mới hợp của đất Việt mà phá được trăm vạn quân của Văn Thao, mở nước xưng vương làm cho người phương Bắc không dám sang lại nữa. Có thể bảo là một cơn giận mà yên được dân, mưu giỏi mà đánh cũng giỏi. Tuy chỉ xưng vương chưa lên ngôi hoàng đế và đổi niên hiệu, mà chính thống của nước Việt ta ngõ hầu đã nói lại được. Trong Thốt Khiên Vinh Sử Thư Tập, Đặng Minh Khiêm viết về Ngô Vương Quyền như sau: Bạch Đằng chiến thắng Lặng Phong Ba, gây nên vương nghiệp dứt can qua. Thế mới thấy trận đánh một ngày ấy có ý nghĩa thế nào với cả nghìn năm bất thuộc trước đó và những triều đại về sau. Trận Bạch Đằng ấy thật xứng với lời nhận định trong Việt Sử Đại Toàn: trận đánh Bạch Đằng làm nền gốc cho sự khôi phục quốc thống về sau. Còn cụ Phan Bộ Châu trong Việt Nam Vất Sử Bình Diễn Ca thì đã gọi Ngô Viền là tổ trung hưng thứ nhất của nước nhà. Chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, ủng hộ và chia sẻ.